Một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của thành phố Quy Nhơn là kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực du lịch đến với Bình Định. Tận dụng những lợi thế của một thành phố biển, các nhà đầu tư có thể phát triển những dự án du lịch như khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng sinh thái hoặc những khu đô thị mới tầm cỡ. Và Cali Hotel đã được đưa vào khai thác từ quý 2 năm 2009 với tiêu chuẩn 3 sao, thời gian hoạt động 50 năm. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, đường Hoàng Quốc Việt gần cảng Quy Nhơn, cách khu kinh tế Nhân Hội vài phút đi xe du lịch. Khách sạn Cali được bao quanh bởi khuôn viên và khung cảnh hấp dẫn của hồ sinh thái. Với 11 tầng cùng 25 phòng nghỉ sang trọng và hiện đại sẽ đem lại cho quý khách cảm giác thoải mái như trong chính ngôi nhà của mình. 25 phòng nghỉ tại Cali được thiết kế hài hòa, tiện nghi và phù hợp với tất cả khách hàng. Khách đến nghỉ tại Cali Hotel có thể lựa chọn cho mình một trong 3 loại phòng như phòng cao cấp với hướng nhìn vào thành phố, phòng đơn hạng sang tầm nhìn hướng ra biển, loại giường lớn, phòng đôi hạng sang với hướng nhìn ra biển, phòng sử dụng loại giường lớn với các trang thiết bị, hệ thống khóa an toàn, điện thoại quốc tế trực tuyến, internet wifi tốc độ cao, bàn làm việc, hệ thống điều hòa trung tâm 2 chiều, hệ thống đèn, các an toàn, tủ lạnh, đồ ăn nhẹ, phòng tắm hiện đại đầy đủ tiện nghi, truyền hình vệ tinh, kênh phim chuyển theo yêu cầu, nguồn điện 220V, dịch vụ phòng 24/24 giờ, dịch vụ giặt bàn, báo ngày. Ngoài những tiện nghi trong phòng nghỉ thì Cali còn có các dịch vụ như karaoke, thuê xe, du lịch, tham quan, hướng dẫn, trung tâm thương mại, quầy lưu niệm, bể bơi, trung tâm thể dục, phòng tắm hơi, massage. Nhà hàng tại Cali với thực đơn phong phú, từ các món ăn Việt, đậm hương vị truyền thống đến các món ăn Âu Á lạ miệng, các đầu bếp kinh nghiệm tay nghề cao của chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách những cảm nhận của sự tươi ngon và hấp dẫn trong từng món ăn. Nhà hàng có thể phục vụ với số lượng khách từ 250 đến 300 khách. Quầy bar, cà phê cũng được bố trí tại nơi lý tưởng, mang lại cho quý khách cảm giác thư giãn thoải mái. Tại đây, quý khách vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của các đồ uống yêu thích, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn của thành phố biển Quy Nhơn. Sự tĩnh lặng, tầm nhìn ngoạn mục, kiến trúc duyên dáng, khung cảnh tuyệt vời cùng đội ngũ nhân viên của khách sạn được đào tạo chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ quý khách ân cần, chu đáo, đã biến Cali trở thành một điểm đến thú vị khi du khách dừng chân ở thành phố biển Quy Nhơn. Hãy đến với Cali Hotel, nơi đây hội tụ đầy đủ sự hài hòa của dịch vụ, môi trường, văn hóa và ẩm thực, cùng với sự chăm sóc tinh thần và thể chất sẽ mang tới cho bạn sự hài lòng trong từng cảm nhận về cuộc sống. Hãy một lần đến Quy Nhơn và nghỉ ngơi ở khách sạn Cali. Đó chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của bạn.